Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Hôm nay là ngày Chủ nhật tại Hoa Kỳ ngày 18 tây tháng 7 năm 2021 Ở Việt Nam bây giờ đã là ngày thứ hai ngày 19 tháng 7 rồi Và đây là cái video thứ nhì Thuận muốn chia sẻ với các bạn Thì có một số điều Thuận muốn chia sẻ với các bạn Thứ nhất đó, chúng ta sẽ nói về kết quả bỏ phiếu của chu kỳ tâm lý thị trường thì lâu lâu thường cũng tổ chức một cuộc bỏ phiếu về cái chu kỳ tâm lý thị trường xem coi là cộng đồng thường cáp và đồng nghĩ để chúng ta đang nằm ở đâu trong cái chu kỳ tâm lý thị trường này và đợt bỏ phiếu gần đây nhất đã kết thúc và bắt đầu từ ngày 15 tháng 7 nghĩa là cách đây 3 ngày có rất nhiều bạn tham gia tổng cộng là 1.198 bạn đã tham gia và thường sẽ chia sẻ về kết quả lần này là như thế nào khi mà giá cả bây giờ là xây quanh khoảng chừng là từ 31 tới 34 ngàn trong thời gian là mấy tuần qua Chúng ta bây giờ cũng sẽ nói tới một số những cái thuyết liên quan đến à, những cái thuyết nổi tiếng về giá cả của Bitcoin trước đây. Hôm qua, tôi có đăng một cái bài liên quan tới một người tên là Nick Allen và cái sự hối hận về à, giá cả Bitcoin trước đây. Tôi cũng muốn chia sẻ thêm một số những cái thuyết nổi tiếng liên quan à, tới những cái điều tương tự. Cũng như chúng ta cũng sẽ nhìn vào tình trạng giá cả của Bitcoin thời gian này, có nghĩa là tháng 7 mà của năm trước đó, năm 2020, năm 2019 và năm 2018, 2017 là như thế nào. Nhưng mà trước khi chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự, các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Thì trở về chúng ta nhìn vào cái cuộc bỏ phiếu của chu kỳ tâm lý thị trường thì thường đã làm nhiều cái video chi tiết hơn về cái chu kỳ tâm lý thị trường nhưng mà nào mà con thú có thể đi tìm kiếm cái từ tâm lý thị trường ở trên channel thuận capital thì các bạn sẽ tìm thấy được là có rất nhiều những cái video tương tự thường đã làm thì ở trên channel này các bạn thấy được là có nhiều cái video đã nói về cái biểu đồ mà các bạn nhìn thấy trên màn hình thì nói cái đơn giản đó là đây là cái chu kỳ tâm lý thị trường biểu đồ này áp dụng với rất là nhiều thị trường khác nhau và đương nhiên có thể áp dụng được đối với lại thị trường crypto có thể như bạn nói là thị trường crypto không giống như là thị trường vàng hay là thị trường chứng khoán nhưng mà trên căn bản đó là cái người tham gia tâm lý cũng giống nhau mà thôi và một chu kỳ tâm lý thị trường đó là đi từ hoài nghi và kết thúc là chán nản và mỗi một giai đoạn trong chu kỳ tâm lý thị trường này đó là chúng ta sẽ có những cái suy nghĩ tương tự như là các bạn đã nhìn thấy trên màn hình giống như là ở cái giai đoạn niềm tin đi thì các bạn sẽ có những cái suy nghĩ là bây giờ hãy tập trung vào đầu tư hay là các bạn thấy được là chúng ta có thể là nằm ở một cái giai đoạn khác như là giai đoạn lạc quan thì sẽ có những cái suy nghĩ như là thị trường thực sự lên hy vọng có thể khôi phục vân vân đây là những cái suy nghĩ gắn liền với là cái giai đoạn đó thì chúng ta thấy được là cái giai đoạn mà chúng ta nói tới là bắt đầu từ hoài nghi sau đó là hy vọng kế đó là lạc quan niềm tin phấn khích và cái định đó chính là hưng phấn sau đó chúng ta sẽ đi vào cái chu kỳ đi xuống có nghĩa là chúng ta thấy được là bắt đầu từ chiêu căng tới lo ngại tới phủ nhận tới hoảng loạn tới đầu hàng tới phẫn nộ và cuối cùng là chán nản và sau đó là kết thúc cái đợt đi xuống này và chúng ta sẽ bắt đầu một chu kỳ tăng trưởng kế tiếp bắt đầu từ hoài nghi thì các bạn thấy được là trong cái đợt mà bỏ phiếu gần đây đó 1 tám bạn bỏ phiếu thì kết quả như thế nào kết quả đó lớn nhất là 26,79% nghĩa là chúng ta đang nằm ở cái thời kỳ hy vọng hy vọng chính là cái thời kỳ này mà các bạn đang nhìn thấy trên màn hình có nghĩa là cái thời kỳ mà chúng ta bắt đầu tiếp tục có một cái sự tăng trưởng kế tiếp và hy vọng là nhiều nghĩa là chúng ta có thể khôi phục còn cái số lượng người nhiều thứ nhì bỏ phiếu đó là các bạn bỏ phiếu cho cái phần là chán nản 23,62%. Chán nản có nghĩa là cái đợt cuối của một cái chu kỳ như là các bạn nhìn thấy trên màn hình. Thì chán nản có nghĩa là chúng ta đã kết thúc cái mùa đi xuống rồi. Thì cái cuộc bỏ phiếu này đó cho chúng ta thấy được là nó một cái đơn giản là gần như phân nửa các bạn. 49,08% đó là nghĩ chúng ta đang nằm ở trong cái dùng là từ hoài nghi, hy vọng và lạc quan. Có nghĩa là các bạn cộng vào hoài nghi đó là 15,61%. Hy vọng là 26,79% và lạc quan là 6,68%. Cộng lại ba cái số này là 49,08% nghĩ là chúng ta đang nằm ở trong cái vùng này hoài nghi, hy vọng, lạc quan. Có nghĩa là chúng ta vẫn có cái sự tăng trưởng về mặt giá cả tiếp tục. Nhưng mà các bạn thấy được là về cái phần kia đó thì chúng ta cũng có khoảng chừng là 15% nghĩ là chúng ta đang nằm ở trong thời kỳ là lo ngại và phủ nhận thì lo ngại và phủ nhận đó chính là cái phần mà các bạn thấy trên màn hình lo ngại và phủ nhận có nghĩa là chúng ta đã trong cái thời kỳ đi xuống rồi chúng ta đã đi xuống phần nửa rồi thì đây là kết quả bỏ phiếu của cái đợt bỏ phiếu gần đây nhất liên quan đến chu kỳ tâm lý thị trường phần lớn phần nửa cộng đồng thuận khác bây đầu dựa theo cuộc bỏ phiếu này vẫn nghĩ chúng ta nằm ở trong cái phần này chúng ta sắp sửa có một đợt tăng trưởng kế tiếp Và cái phần lớn nữa Đó chính là nghĩ chúng ta đang nằm ở thời kỳ chán nạn Có nghĩa là chúng ta à, đã kết thúc mùa đi xuống rồi Bắt đầu sẽ có một cái đợt tăng trưởng kế tiếp Đây là cái kết quả bỏ phiếu Các bạn nghĩ sao thì hãy comment ở bên dưới nhưng mà đó, các bạn thấy được là nhìn vào cái cuộc bỏ phiếu này đó thì chỉ phản ánh được cái sự suy nghĩ của nhiều bạn ở thời điểm hiện tại mà thôi có nghĩa là chúng ta thấy được là giá Bitcoin đó khá là nhàm chán Sau khi mà đi xuống mạnh tới cái mức là 30.000 ngày 19 tới tháng 5 đó, thì giá đã đi trong cái phạm vi là từ 30 tới 40 và càng ngày càng thu hẹp lại Giống như là bây giờ chúng ta thấy được là đi từ phạm vi là từ 31 tới 34 trong thời gian mấy ngày qua thì điều này cũng khiến cho nhiều bạn cũng khá là chán nản Nhưng mà thùng muốn chia sẻ một số những cái thông tin lịch sử trước đây Để các bạn có thêm một góc nhìn khác à, Giống như chúng ta nhìn vào đây là một cái bức ảnh mà thường đã đăng ở trên những mạng xã hội Thì trên màn hình các bạn đó, đây là cuộc đối thoại trên Twitter Giữa một người tên là Nick Allen và Are We Bitcoin Thì năm 2011 đó, tháng 10 Thì Nick Allen có một cái thuyết chia sẻ là Bitcoin đã xuống 2 đô 70 cent Hơn là tôi không có mua cái mớ hỗn độn này đó chính là cái lời nói của Nick Allen ở trên uh, Twitter Nhưng mà 10 năm sau đó, ngày 27 tháng 5 Thì Our Bitcoin đã comment, đã kiếm có cái thuyết này và comment bên dưới Là bạn này còn sống hay không vậy Thì Nick Allen đã trả lời lại là còn thở nhưng mà đã chết bên trong Có nghĩa là đã quá hối hận vì đã không mua Bitcoin ở mức là 2 đô 70 cent Vì thời điểm đó giá cả đi xuống Đó chính là cái thời điểm uh, tháng 10 năm 2011 Thì chúng ta đưa ra một trong những cái thuyết mà rất nổi tiếng trong thị trường này đó được chia sẻ bởi Greg Schoen Thì cái thuyết này đó là Các bạn thấy được là ngày 16 tháng 5 năm 2011 Thì trong cái thuyết này đó Greg Schoen nói là tôi ước gì tôi đã giữ 1.700 Bitcoin của tôi mua ở mức giá là 0.06 nghĩ là 6 cent nhưng mà tôi đã bán nó có mức giá là 30 cent bây giờ Bitcoin đã là 8 đô la các bạn thấy được là lúc này đó Greg Sean đã hối hận là đã, đã bán Bitcoin của mình 1.700 Bitcoin ở cái mức giá là 30 cent khi mà mua chỉ có 6 cent mà thôi cái thời điểm mà hối hận đó là giá Bitcoin đã 8 đô la các bạn cứ nghĩ đi bây giờ Bitcoin đã là 31.704 đô la. thì các bạn nghĩ là người này đang hối hận tới cỡ nào Chớ tiếp nữa các bạn thấy được là năm 2012 tháng 7 thì Eric Voorhees đã cực kỳ vui khi mà Bitcoin đã qua coi 7 đô la lần đầu tiên đã tăng 40% trong vòng một tháng và lần này thì Eric Voorhees đã cực kỳ vui các bạn cứ nghĩ đi từ cái lúc mà năm 2012 giá Bitcoin 7 đô cho tới bây giờ thì đã tăng trưởng như thế nào Chúng ta cũng nhìn vào một cái thuyết khác nữa. Đây là cái thuyết được chia sẻ hồi tháng 11 của năm 2017 lúc đó là giá bitcoin đã đang tiến tới uh, gần như là muốn lên tới là tôi nhớ là khoảng chừng là 12 13 ngàn gì đó thì Jordan uh, at Jordan Gaming ở trên Twitter đã nói là một trong những cái sự hối tiếc lớn nhất trong đời là không có mua bitcoin mỗi lần mà nghĩ tới bitcoin trong vòng 8 năm qua thì các bạn cứ nghĩ đi nếu như mà ngày 28 tháng 7 mà Jordan không có mua bitcoin thì bây giờ các bạn cứ nghĩ đi giá cả Bitcoin đã tăng tới cái mức là gần 32.000 rồi thì sao hối hận như thế nào. Cho nên nhiều người nói là cái thời điểm tốt để mua Bitcoin là ngày hôm nay, thời điểm tốt kế tiếp để mua Bitcoin đó chính là ngày mai. Dựa theo lịch sử của giá cả, một cái thuyết khác tôi muốn chia sẻ với các bạn đó, đây là cái thuyết mà người này đó đã tự comment vào trong cái thuyết của mình chia sẻ hồi năm 2015 thì người này tên là Captain Bitcoin ở trên Twitter nói là năm 2015 đã bán 800 Bitcoin để mà mua nhà cho gia đình của mình Và năm 2018 đó, thì Captain Bitcoin 3 năm sau đó phải bán nhà của mình để mua lại chỉ có 50 Bitcoin mà thôi Thì nhiều người nói đó là người này đó điên khùng tự nhiên bán nhà để mua Bitcoin Nhưng mà cái sự hối hận không phải là bán nhà để mua Bitcoin mà cái sự hối hận đã bán Bitcoin trước đó Đây là cái thuyết được chia sẻ bởi Captain Bitcoin thì khi mà nói tới Bitcoin đó thì các bạn có thể dễ dàng nhận được đó là những người mà kiếm được lợi nhuận nhiều nhất khi mà đầu tư vào Bitcoin đó, đó chính là những người mà đầu tư lâu dài các bạn có thể nhìn vào giá cả bây giờ các bạn có thể thấy nhàm chán giá cả bây giờ là 31.628 đã xuống 50 phần trăm so với cái đỉnh cao là khoảng 65.000 thì nhiều, bạn cảm thấy là Bitcoin cái mức giá này đã khiến cho nhiều bạn không được vui nhưng mà chúng ta chỉ cần đi ngược thời gian là một năm mà thôi hôm nay là ngày 18 tháng 7 năm 2021 thì trở lại một năm trước đây đó chúng ta đang ở trên trang web là Wayback Machine để chúng ta nhìn lại cái trang web Coin Market Cap một năm trước đây ngày 19 tây tháng 7 đó thì nhìn như thế nào thì các bạn thấy được là lúc đó giá Bitcoin đó là 9.148 Ethereum chỉ có 235 mà thôi Tether thì đương nhiên là một đô la XRP 19 cent Bitcoin Cash 224 đô Bitcoin SV 172 đô Cardano chỉ có 12 cent mà thôi một năm trước đây Chainlink 7 đồng 93 cent Litecoin 42 đô và Binance chỉ có 17 đô giờ 3 cent mà thôi thì đây là cái tình hình của giá Bitcoin cái đây chỉ có một năm thôi Chúng ta nhìn vào một năm trước đó nữa là năm 2019 Ngày 19 tây tháng 7 như là các bạn thấy ra trên màn hình Thì ngày 19 tháng 7 năm 2019 cái đây 2 năm Thì giá Bitcoin lúc đó là 10.644 đô Ethereum là 224 đô XRP 32 đô Litecoin khoảng chừng là 100 đô Bitcoin Cash 314 đô Binance 28 đô Tether đương nhiên là một đô la EOS 4 đô la, Bitcoin SV 137 đô và Stellar chỉ có là 8 cent mà thôi. Thì chúng ta thấy được đây là cái giá của Bitcoin cách đây 2 năm. Cách đây 3 năm, năm 2018, ngày 18 tây tháng 7 đó thì lúc đó giá Bitcoin như thế nào? Thì lúc đó giá Bitcoin chỉ là ở mức là 7.454 đô mà thôi. Ethereum là 500 đô, XRP là 51 cent, Bitcoin Cash 872, EOS 9 đô la, Litecoin 91 đô, là 27 cent, Cardano 18 cent, IOTA 1 đồng 15 cent và thay đổi đương nhiên là 1 đô la. Chúng ta trở lại năm 2017 đi. Thì ngày 18 tây tháng 7 năm 2017, như là cách đây 4 năm, thì lúc đó tình hình như thế nào? Tình hình lúc đó là Bitcoin là 2.238 đô, Ethereum 191 đô, Ripple 17 cent, Litecoin 43 đô, Ethereum Classic 15 đô, đồng NEM 12 cent, Dash 149 đô. IOTA 28 cent, Monero 34 đô và Stratus 4 đồng 15 cent. Thì đây là cái tình hình giá cả cách đây 4 năm. Thì khi mà chúng ta nhìn vào lịch sử đó các bạn có thể là rút ra được một số những cái thông tin. Thứ nhất đó là các bạn thấy được là giá cả của những đồng lớn. Chúng ta nói tới Bitcoin, chúng ta nói tới Ethereum đi thì thường đó là giá cả có cái xu hướng là tích lũy một thời gian, sau đó là có sự tăng mạnh rồi sau đó là giảm rồi sau đó là tích lũy qua thời gian rồi sau đó là tăng mạnh rồi sau đó là giảm các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào giá của năm 2020 đó hồi tháng 7 cái năm một năm đó giá của bitcoin là 9.100 ethereum là khoảng 230 đô một năm trước đó nữa năm 2019 đó, thì giá bitcoin là 10.000 ethereum cũng là khoảng 220 đô chỉ tính năm 2019 tới năm 2020 thôi là chúng ta đã có cái thời gian khoảng chừng là 2 năm để mà tích lũy ở cái mức giá là Bitcoin khoảng chừng là 90.000 đô và Ethereum là khoảng 220 đô trước khi mà giá có cái sự tăng trưởng đột biến rồi sau đó điều chỉnh thì chúng ta nhìn vào đó đây là điều tiên mà thường có thể chia sẻ với các bạn là chúng ta thường là có một cái thời gian để có thể tích lũy Bitcoin trước khi mà giá tăng trưởng mạnh thứ nhì nữa là tính theo thời gian dài hạn thì các bạn thấy được là giá cả mới thật sự chúng ta mới có thể nhận ra được là giá cả tăng trưởng mạnh như thế nào khi chúng ta nhìn vào giá của Bitcoin đó, năm 2017 hồi tháng 7 cái tiền 4 năm Bitcoin là 2.200 Ethereum là 191 khi mà chúng ta nhìn vào giá hiện tại tuy là nhiều bạn cảm thấy là không được vui khi mà giá đã có cái sự giảm từ 65.000 nhưng Bitcoin bây giờ là 31.000 Ethereum là 2.000 đô so sánh với 4 năm trước khi mà Ethereum chỉ có 191 đô và Bitcoin là 2.238 đô Các bạn có nghĩ đi Một người mà trung bình giá trong vòng 4 năm qua Thì tình hình sẽ như thế nào Đây là điều thứ nhì Điều thứ ba nữa có thể các bạn nhận ra được đó Là nhiều đồng Trong thời điểm đó Các bạn cực kỳ có hứng thú Nhiều bạn là cực kỳ quan tâm Và nằm ở trong cái thấp 10 Nhưng mà từ từ đã không còn nằm trong thấp 10 nữa Có nghĩa là ngoại trừ những năm lớn ra đó Thì có nhiều đồng các bạn có thể là sẽ không thấy cái sự hứng thú những năm sau như là chúng ta nhìn vào những đồng mà năm 2017 mà đứng trong thấp 10 đi các bạn thấy chúng ta có đồng NEM, đồng DAS, đồng IOTA, đồng MONERO, đồng STRATUS Những đồng đó hầu như ít nghe nói tới trong cái đợt tăng trưởng này Và trong vòng 2-3 năm qua thì ít ai nhắc đến Cho nên không phải đồng nào trong top 10 cũng sẽ tồn tại và được nhiều người yêu thích năm này qua năm kia Các bạn thấy được là trong top 10 này cũng có nhiều cái sự thay đổi Nhưng mà những đồng mà không có sự thay đổi là Bitcoin, Ethereum, uh, Ripple Các bạn thấy được XRP Trước đây gọi là Ripple, sau này mới đổi tên là XRP Litecoin những năm này vẫn được nhắc đến nhưng mà thay vào đó chúng ta lại có thêm những đồng mới như là các bạn thấy được những đồng như là đồng BNB uh, đã đứng trong cái top 10 này hạng thứ tư. Chúng ta thấy là Cardano và đồng Dogecoin đã vào. Cảm ơn đó là chúng ta có đồng Polkadot, Uniswap, vân vân. Đây là điều thứ ba mà chúng ta có thể rút ra được khi mình nhìn vào lịch sử giá cả của Bitcoin Và tuy là chúng ta thấy được là giá Bitcoin đó, khi nhìn vào quá khứ thì nghĩ là dễ Chúng ta có thể cười những người mà chúng ta mới vừa nói tới như là tại sao lại bán Bitcoin ở cái mức giá là 30 cent Hay là lúc 8 đô lại cảm thấy là giá quá cao Trong khi mà chúng ta nhìn vào lịch sử thì cảm thấy rất dễ dàng để đưa ra kết luận những người này đó đã bán quá sớm hay là đã không mua Khi mà có cơ hội Nhưng mà trên trang bản đó các bạn thấy được là giá cả của Bitcoin dao động rất là lớn cho nên các bạn đầu tư vào trong thị trường Bitcoin và crypto đó thì các bạn phải có một cái sự chấp nhận giá dao động rất là cao tại vì giá sẽ dao động một cách mà các bạn không thể tưởng tượng được giá có thể lên cao hơn là nhiều người tưởng tượng và giá có thể xuống thấp hơn là nhiều người có thể chấp nhận cho nên mới dẫn đến là nhiều người bán quá sớm hay là cắt lỗ khi mà chúng ta đã gần tới đấy rồi các bạn thấy được là nhìn vào lịch sử thì có thể dễ dàng nhận được là giá của Bitcoin đó năm này qua năm nọ thì có cái sự tăng trưởng rất là mạnh như là năm 2007 Bitcoin chỉ có 2.000 Ethereum chỉ có 200 trong khi chúng ta nhìn lại năm 2019 đó, thì giá Bitcoin đã là 10.000 đô và chúng ta nhìn vào tình hình bây giờ đó thì giá Bitcoin đã lên tới cái mức là hơn 30.000 đô Ethereum là xây qua nước là 2.000 đô nhưng mà trên thực tế đó từ năm 2017 cho đến năm 2021 này để chỉ tính 4 năm gần đây thôi thì các bạn đã thấy được là cái sự uh, giao dao động của giá cả là như thế nào không phải ai cũng có thể dễ dàng chấp nhận được và có diamond hand có cái tay cứng để có thể tiếp tục tích lũy năm này qua năm đó trong khi chúng ta thấy được là năm 2017 đi chúng ta nhìn vào giá của bitcoin năm 2017 thì như thế nào để chúng ta chuyển qua là biểu đồ của nến tuần đi cho nó dễ thấy thì năm 2017 các bạn thấy được là giá của Bitcoin đó cái thời điểm bắt đầu cái mức giá là chỉ có là khoảng 900 đô và từ 900 đô đó đầu năm 2017 mà kết thúc cái năm 2017 đã lên tới cái mức là các bạn thấy là gần 20.000 đô rồi từ 20.000 đô tháng 12 của năm 2017 đã xuống tới cái mức thấp là chỉ còn có là, là 3.200 đô cuối năm 2018 và từ cái mức đó từ cái mức 3.000 đô đó mà lên tới cái mức là khoảng chừng là 13.000 đô năm 2019 tháng 6 và từ cái mức là 13.000 đô tháng 6 năm 2019 mà đi xuống chỉ còn có là 3.800 đô năm 2020 và từ... 3.800 đô năm 2020 mà lên tới cái mức là gần như là 65.000 đô hồi tháng 4 năm 2021 và từ cái mức đó đi xuống tới cái mức đó chỉ còn có là 31.531 đô mà thôi cho nên nhìn vào quá khứ thì các bạn có thể dễ dàng thấy là khi cần mua và lưu trữ mà thôi nhưng mà khi mà các bạn theo dõi giá ngày này qua ngày nọ các bạn thấy được giá dao động như vậy đó thì đây là lý tại sao mà không có nhiều người có thể là giữ vững cái số lượng Bitcoin của mình năm này qua năm nọ tại vì cái sự biến động giữa năm này qua năm nọ đó rất là cao cho nên các bạn đầu tư các bạn cần phải có một cái chiến lược lâu dài cũng như là có những cái chiến lược như là trung bình giá để các bạn có thể là qua được những cái đợt mà lên xuống mạnh như vậy để có thể có được những cái đợt tăng trưởng mạnh mà chúng ta nhìn thấy ở trên màn hình khi chúng ta nhìn vào năm này qua năm nọ thì cái giá cả của Bitcoin như thế nào năm này qua năm nọ và Thường hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video ngày hôm nay Thường chủ yếu chỉ muốn chia sẻ thêm một số những góc nhìn với các bạn trong cái thời điểm hiện tại Và những bạn nào mà chưa có theo dõi Thuận Capital cho những mạng xã hội, các bạn cũng nên theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm thấy những cái thông tin chính thức như là các bạn có thể tìm thấy Uh, thông tin như là telegram channel facebook hay là twitter để các bạn có thể theo dõi và nhận được những thông tin mới nhất và nhanh nhất và dành cho những người nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng thuận capital các bạn có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link bên dưới để tìm thấy những cái uh ưu đãi như là giảm 20% phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn Binance hay là nhận được bonus khi mà tham gia vào sàn margin nổi tiếng Bybit hay là sàn margin LMT và đương nhiên các bạn có thể bấm vào cái nút màu vàng trên màn hình để mà đăng ký rút tín hiệu trade miễn phí hay là những bạn nào mà sống ở Hoa Kỳ có thể tìm hiểu những cái sàn như là sàn Binance US một sự lựa chọn cho những bạn nào mà đang sống ở Hoa Kỳ mà thích giao dịch altcoin cũng như là những cái sàn khác các bạn nhìn thấy trên màn hình và một lần nữa thường cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay thường sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp Tại biệt các bạn